Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review Boruto trên channel Shonen Action. Boruto tập 55 vừa được chiếu vào tuần vừa rồi là một tập phim kế tiếp kể về giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi Chunin quan trọng của làng lá. Đồng thời là một tập phim rất hấp dẫn khi bắt đầu có sự hành động của các thành viên dân tộc Uzuki khi nhắm vào các vĩ thú. Chúng ta sẽ điểm qua lại những sự kiện chính diễn ra trong Boruto tập 55 này nhé. Trong tập 55 thì tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ thi Chunin sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Vì thế nên tất cả các đội tham gia kỳ thi Chunin đều đang chuẩn bị cho kỳ thi. Đặc biệt là Boruto, người đang được huấn luyện bởi Uchiha Sasuke. Tuy chỉ lướt qua những đây sẽ là những nhân vật sẽ có mặt trong kỳ thi Chunin sắp diễn ra. Nhưng những phần thú vị nhất trong tập phim này không phải đến từ sự chuẩn bị cho kỳ thi Chunin, mà tất nhiên đó chính là từ bộ ba Otsutsuki đang hiện diện trên trái đất. Góp mặt trong sự xuất hiện của gia tộc Otsutsuki, cũng như nhân vật Urashiki Otsutsuki, đây là nhân vật chưa được nhắc đến nhiều. Nhưng với việc Urashiki đóng băng trừng phạt Toneri, đồng thời dẫn hai thành viên gia tộc đến trái đất, đã chứng minh được rằng đây là nhân vật rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến bộ phim. Momoshiki, Kinshiki và Urashiki đều đang chú ý đến nguồn năng lượng của thần mộc và sau đó đã biết rằng nó đã được chia làm 9 vi thú với các Jinchuriki. Tuy nhiên, sau đại chiến thế giới ninja lần thứ tư thì chỉ còn 2 Jinchuriki còn sót lại là Naruto và Killer Bee, và Killer Bee Bát Vĩ đã bị đến hỏi thăm đầu tiên. Điều thú vị là khi Momoshiki và Kinshiki đến tìm Bát Vĩ thì Killer Bee đã đón tiếp cả hai với màn hát giáp ngộ nghĩnh nhưng lại khiến cho Momoshiki cảm thấy mệt mỏi. Sau đó trận chiến đã xảy ra, Bát Vĩ Gyuki dễ dàng thoát ra được tấn công phủ đầu của Momoshiki. Tuy nhiên, sau đó Momoshiki đã phát ra nhiều năng lượng hơn và Bát Vĩ Gyuki bị thu phục. Họ đã đánh bại Killer Bee và lấy chakra Bát Vĩ đi. Họ làm như vậy để thu thập một lượng lớn chakra cho mục đích tương lai. Bây giờ thành viên Urashiki Otsutsuki không có ở đây với Momoshiki và Kinshiki, trong khi cả họ đang cố hấp thụ chakra từ Killer Bee. Điều này cho thấy nhân vật Urashiki rõ ràng có thêm nhiệm vụ khác với hai thành viên kia. Với tất cả các chakra được loại bỏ khỏi Jinchuriki thì Bát Vĩ đã bị cắt liên lạc với tất cả các vĩ thú khác. Một chi tiết khác đó chính là Gaara ở làng cát đã nghe thấy giọng nói của Sukaku Nhất Vĩ. Đã từ lâu rồi họ không nói chuyện, nhưng hiện tại Sukaku đã chủ động liên hệ với Gaara. Việc Killer Bee Bát Vĩ bị mất liên lạc khiến cho Gaara biết rằng một trận chiến lớn sẽ sớm nổ ra. Ngoài ra, chúng ta cũng biết được rằng về mục đích thật sự của Kaguya. Sau khi hấp thụ được Bát Vĩ Gyuki, Momoshiki đã tiết lộ một thông tin rất thú vị. Kaguya đã phản bội lại gia tộc Otsutsuki và được cho là đã đến trái đất để tạo ra thần mộc, và đây sẽ là nguồn năng lượng dự phòng của Kaguya đề phòng gia tộc Otsutsuki tấn công. Tuy nhiên, với những gì chúng ta đã biết thì Kaguya đã yêu một người thường và quyết định ở lại trái đất và có con. Trước những phản ứng của Momoshiki thì dường như đây là một hành động hèn hạ mà một con người là sinh vật tầm thường hạ đẳng. Không có gì ngạc nhiên khi Kaguya quyết định phản bội gia tộc mình, đồng thời xây dựng đội quân Zetsu trắng để đảm bảo rằng có lực lượng chiến đấu đề phòng gia tộc Otsutsuki muốn đến trừng phạt Kaguya. Ngoài ra thì bộ phim vẫn đang cho thấy các Shinobi đang có sự chuẩn bị tốt trước kỳ thi Chunin và tập tiếp theo hứa hẹn sẽ rất vui. Nhìn chung tập phim này khá thú vị và mình thích câu chuyện đang diễn ra. Các tập phim tiếp theo sẽ là diễn biến hành động của gia tộc Otsutsuki, hãy chú ý đón xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.